Lời mở đầu thì em là Nguyễn Hồng Khanh của lớp lập trình online khóa Upgrade Advanced do anh Vân chỉ đạo. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu qua về sản phẩm của mình là chỗ khóa học sản phẩm tổng kết. Mục A là về thời gian thực hiện và hoàn thành sản phẩm. Đây là bảng thống kê của em. Thời gian ở đây thì thời gian ít nhất sử dụng của em là 1 ngày và nhiều nhất là 10 ngày. Ít nhất ở đây là chuẩn bị và lên ý tưởng, thế là cái chức năng chính, và quay sản phẩm. Tiếp theo đến thứ hai là hoàn thiện thêm sản phẩm, cải thiện sprite và phát triển sản phẩm hơn. Cuối cùng là hoàn thiện tối ưu sản phẩm, hay nói đúng hơn là sửa lỗi và thêm backup object. Ở phần quay thì ít hơn vì phần chuẩn bị slide của em có từ trước, nhưng phần sản phẩm thì đôi khi vẫn xuất hiện nhiều lỗi bất thường nên là em phải sửa liên tục. Là khái quát về sản phẩm. Một là về ý tưởng. Ở đây sản phẩm của em là một game platform mang chiều hướng của một game roguelite và yêu cầu người chơi tải bản gốc xuống để trải nghiệm, vì game có sử dụng lưu tiến trình chơi cũng như là không thể chơi trên hệ thống HTML. Về đồ họa cơ chế chơi thì sử dụng nền đồ họa cũng có phức tạp, dễ tiếp cận những người chơi, không máu me và bạo lực cho dù đây là một game roguelike. Cơ chế đơn giản có liên kết hài hòa, ví dụ như là điều khiển của em là W, A, S, D thì bắn tấn công là đúp chuột trái. Nhịp độ chơi khá nhanh nên là bởi vì người chơi phải biết né tránh cũng như là biết tránh biết di chuyển những các địa hình có bẫy. C là các chức năng phụ tutorial. Phần 1 là màn hướng dẫn. Sử dụng hai màn chơi đầu tiên để làm màn hướng dẫn. Trong các màn hướng dẫn thì chi tiết là màn đầu tiên là để hướng dẫn người chơi biết cách thức di chuyển chiến đấu. Màn thứ hai để giúp người chơi biết các chức năng phụ như qua màn và sử dụng bình máu cũng như là tránh các bẫy. Hạn chế ở đây là vẫn còn sơ sài và có lẽ là sẽ không người chơi sẽ không cần thiết đến các màn hướng dẫn này, bởi vì thật sự thì khi trải nghiệm thì người chơi đã có được các cái nhìn tổng quát về trò chơi rồi. Cơ chế xếp game ở sandbox. Xếp game ở mỗi màn chơi và tính năng tắt tính năng xếp game, nó chọn new game tiếp tục quay trở lại màn chơi trước đó nếu chọn continue, và nếu như chọn quit thì sẽ tắt ngay trò chơi. Sandbox là để thay thế các dòng hướng dẫn cũng như là các hội thoại. Tự động mở khung hình theo dòng chữ nên là người chơi sẽ chỉ đọc được những ký tự xuất hiện sau mỗi giây, và khung hình sẽ dài dài ra theo ký tự dãy ký tự. Đây là các hạn chế. Do sử dụng quá nhiều sprite phức tạp, code xuất hiện nhiều lỗi nên phải sửa chữa nhiều. Quá quan tâm đến các chức năng phụ nên là phải sửa chữa một số chỗ không cần thiết, phải sửa chữa và thiết kế màn chơi nhiều lần vì đôi khi gặp các lỗi về việc di chuyển của người chơi nên mất phần lớn thời gian. Đôi khi vẫn xuất hiện các lỗi, ví dụ như nhân vật bị kẹt khi mà đụng vào các bẫy, đạn bị bắn xuyên qua kẻ địch và lỗi mở file checkpoint nếu như người chơi lỡ xóa file checkpoint. AI còn sơ sài và kẻ địch còn yếu. Do anh chưa có kinh nghiệm về việc làm AI nên các con AI chỉ có chức năng là khi đụng vào tường thì quay ngược lại và đứng yên quay theo vị trí của người chơi trên trong màn chơi. Cơ chế của súng còn giật cục, không có tính thách thức cho người chơi, ví dụ như là không có tính thách thức cho người chơi về việc giữ giữ số mana lớn hơn không,
Hay nói đúng hơn là không có cơ chế nạp đạn và chỉ có bắn thôi, chỉ có delay thôi. Lượng vũ khí còn bó buộc và thụ động vì chúng ta chỉ có một cây súng và nó sẽ kêu liên tục một loại âm thanh, nên là nếu như nó gây chán, gây mất hứng thú cho người chơi thì em nghĩ là điều đấy là có thể xảy ra. E là tổng quát về sản phẩm. Ở màn đầu tiên thì cần 13 chìa khóa để qua được màn. Và đây là hình ảnh tổng quan về màn ban đầu. Ở màn thứ hai thì sẽ cần đến 15 chìa khóa. Còn ở màn cuối cùng thì chúng ta sẽ phải đánh với một con trùm. Và đấy là tất cả về trò chơi sản phẩm mà em đã làm được trong khóa Game Advance này. Thì em sẽ chuyển qua làm về trò chơi ngay bây giờ. Đây là giao diện chính của trò chơi của em và nó có các mục như lúc nãy em đã nói sơ qua. Bây giờ em sẽ dùng game. Màn chính ở đây có các sandbox để hướng dẫn người chơi về các cơ chế di chuyển cũng như là để bắn. Hiện tại thì ở đây em chưa cho phần khẩu súng vào vì em chưa thấy cần thiết. Chưa là sự cần thiết. Khi chuyển qua các màn tiếp theo thì em đã có tạo dựng thêm nhiều platform để không gây mất hứng cho người chơi. Cũng như là việc đi qua màn thì sẽ không khiến những người chơi phải đi tìm cổng bởi vì chỉ cần ấn phím xuống thì đã có thể tự động đi đến màn chơi tiếp theo. Đây là bẫy và nếu như em đụng vào thì em sẽ bị trừ máu. Vẫn có hiện tượng là đạn bị bay xuyên qua nhân vật màu đỏ vì em có tạo một đoạn code đó là nếu như mà nhân vật đỏ chém thì sẽ có khả năng là đạn bị bật ngược lại hoặc là bật ra đằng sau nhân vật đỏ để tạo sự chân thực cho game. Ở đây thì để làm cho con enemy mạnh hơn thì em đã cho là nếu như nó gần sẽ chém liên tục và nếu như ở xa thì sẽ không chém. Cũng như là việc bắn con này sẽ nhanh hơn và nếu như mà em chết thì em quay trở lại cái màn hình lớn này. Sau khoảng 3 giây thì nó sẽ quay trở lại màn hình chính. Nếu như em ấn continue thì em sẽ tiếp tục cái màn chơi lúc nãy. Và đấy là sơ qua về màn chơi của em và các cơ chế có trong game. Cũng như là việc em thiết kế các bẫy để làm tăng tính thách thức của trò chơi lên sao cho nó phù hợp. Đấy là tặng toàn bộ sản phẩm em.